nghệ thuật và biểu diễn võ thuật. Chương trình gồm 5 phần: múa lân rồng, biểu diễn võ thuật công an nhân dân, biểu diễn võ thuật tây môn đông, biểu diễn công phá, đồng diễn thể dục nghệ thuật do tập thể giáo viên bộ môn quân sự võ thuật thể dục thể thao huấn luyện và tổ chức thực hiện. Mở đầu màn múa lân rồng, một môn nghệ thuật múa dân gian được tái hiện dưới sự biểu diễn của võ sinh câu lạc bộ võ thuật học viện an ninh nhân dân. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, ngày hội C500, 65 năm ngày đầm ấm sum họp của tất cả các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên đã và đang học tập công tác tại Học viện An ninh Nhân dân. Tiếng trống rộn rã của không khí lễ hội, những hình ảnh tuyệt truyền đẹp mắt của các chú lân, vũ điệu của rồng cùng những màn nhào lộn kiểu nghề, màn múa lân rồng đang được thực hiện trên nền nhạc hào sảng của giai điệu chống hội Thăng Long. Màn biểu diễn được thực hiện bởi câu lạc bộ võ thuật Học viện An ninh Nhân dân. Cùng với màn múa lân rồng, quý vị đang theo dõi màn biểu diễn bài quyền Ít Lư Hương do võ sinh câu lạc bộ Lạc Viện Võ Đạo Học viện An ninh Nhân dân biểu diễn. Môn phái Lạc Viện Võ Đạo là một môn võ tổng hợp các kỹ thuật tự tề và tuyệt kỹ về võ thuật của dân tộc Việt. Dựa trên tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, Lạc Viện Võ Đạo đã xuyên làm biên soạn lại các quyền cước kết hợp với văn hóa dân tộc, tạo tăng kết bản sắc riêng phù hợp với bóc dáng nhỏ bé lấy ít địch nhiều của võ sinh Việt Nam. Những động tác nhẹ nhàng huyền truyền như nước chảy mây trôi nhưng vẫn phát lên được như thế quyền cước đầy sức mạnh đặc trưng của văn hóa phương Đông. Võ cổ truyền Việt Nam là một môn võ rất đa dạng phong phú, lấy việc rèn luyện đạo đức tác phong làm chuẩn mực, làm thước đo, từng bước đưa võ thuật đến nghệ thuật và hướng đến một môn thể thao mang đậm đà bản sắc dân tộc, có lòng bình hoa, có ý chí chiến thắng. Hiện nay Học viện có 2 câu lạc bộ võ cổ truyền đang hoạt động: câu lạc bộ Lạc Viện Võ Đạo do võ sư Hoàng Thành Trung đảm nhiệm, câu lạc bộ võ cổ truyền Việt Nam do võ sư Hoàng Thanh Phong đảm nhiệm và đã có quá trình gắn bó lâu dài với Học viện An ninh Nhân dân. Tiếp theo là màn biểu diễn võ thuật công an nhân dân với chủ đề Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ.